Chào mừng các bác đến với kênh Đất Đắk Nông của em nha. Hôm nay em sẽ xin giới thiệu cho các bác một mảnh đất là 5,3 hectare, có sổ đỏ đầy đủ đấy kìa. Sổ đỏ 5,3 hectare luôn, view hồ các bác nha. Trên đất thì đang trồng tất cả là cà phê tơ 3 năm. Đó. Bây giờ em sẽ quay view hồ và quay toàn cảnh cái khu đất này cho các bác coi nhá. Bây giờ em sẽ chỉ răn cho các bác coi này. Răn này là đó, là cái hàng cao su đó, chạy thẳng lên đường các bác ạ. Đó, theo hàng cao su đó, đó chạy thẳng một phát xuống hồ luôn các bác nha. Đó, còn bên đây là từ cái chỗ cao su bên kia các bác ạ. Đó, chạy thẳng lên chỗ cao su kia. Đó, ăn theo cái đó và lên đường. Đó. Mảnh đất này thì bác chủ nhà đang cần bán, rất cần bán các bạn. Đó, mảnh đất view hồ rất đẹp các bạn. Đất thì có một thế đất tên nài đẹp luôn các bạn. Đường xá thì xe ô tô vô tận đấy các bác nha. Trên đất thì bác chủ nhà đã trồng sen được khoảng cỡ tầm mấy chục cây sầu riêng nhỏ nhỏ nữa các bạn. Đây có một cái view hồ rất chi là đẹp luôn các bạn. Đất thích hợp cho bác nào mà lên đây mà trồng cây ăn trái này, hoặc là làm về trồng cây nông nghiệp, cây ăn trái, cây cà phê, cây tiêu. Mảnh đất này thì cách trung tâm xã rồi chợ búa các thứ là 3 km các bác nhá, 3 km thôi. Mà từ đây cách đường nhựa sắp sửa quẹt đường bê tông sắp sửa vô tới đi ngang qua đất này không có mặt tiền bê tông các bác nhá, tại vì cách mặt tiền bê tông nó là đi vô khoảng cỡ tầm 100 m các bác. Đây bác đã phân lô tới đầy đủ và có một cái mặt view hồ là rất chi là đẹp luôn các bác. Có một cái hồ rất chi là lớn, là cỡ tầm hơn 300 m hồ các bạn. Đây em cho mày cho các bác coi. Đây sầu riêng bác chủ nhà trồng không chăm này. Đây có mặt hồ rất chi là đẹp các bạn. Và em cũng nói cái địa chỉ của mảnh đất này nha. Mảnh đất này nó thuộc xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk Ơ Lấp, tỉnh Đắk Nông các bác nhá. Cách tỉnh lộ vô đây khoảng cỡ tầm 3 km, cách quốc lộ 14 là 10 km các bác nhá. Cách Sài Gòn là 200 km nhá. Khí hậu thì ôn hòa các bác nhá. Khí hậu thì cũng rất đẹp đấy các bạn. Đây dưới đây là view hồ bác chủ nhà là trồng cao su chưa phá này, ngày xưa lắm đây trồng cao su. Đó, mảnh đất mình là đó, giáp cái cao su của mình cả, có cái cây đã cây sầu riêng cao, gốc cao đấy. Ăn theo bờ hồ này các bác này. Đấy, bờ hồ này rất đẹp luôn. Bờ hồ này quanh năm thì nước không xuống được các bác nhá. Có một view hồ rất chi là đẹp luôn các bạn. Đấy. Bây giờ là cỏ xuống quá nhiều em không thể quay hết được cho các bác coi. Đó. Bác nào mà thiện chí thì cứ alo trực tiếp qua số điện thoại của em 0866143839 để em dẫn các bác đi coi mảnh đất này các bác nha. Và em cũng nói giá cái mảnh đất này luôn. Bác chủ nhà đang giao cho cái giá cho mảnh đất này ấy là cho 5,3 hectare này. Là 5,3 hectare là có sổ đỏ luôn các bác nha. Đó, bác chủ nhà đang giao là 550 triệu một hectare là có thương lượng các bác nha. Đó. Bác chủ nhà chỉ tính là trong sổ đỏ là 5 hecta đúng không? Bác chủ nhà chỉ tính tiền là 5 hecta thôi. 5 hecta mà nhân cho 550 triệu nó có thương lượng các bác nhá. Bác chủ nhà rất dễ tính luôn. Đó, và bác chủ nhà đang muốn và bác chủ nhà cũng đang muốn cần bán đấy. Nếu bác chủ nhà không nói thắt gì hết, các bác có thể thương lượng trực tiếp với bác chủ nhà nhá. Đấy, có một view hồ rất đẹp các bác này. Mặt view hồ này là rơi vào hơn 300 m đấy, tầm 300 m các bạn. Đó. Rất thích hợp cho các bác mà lên đây mà làm trồng cây ăn trái, nước thì bao na không bao giờ hết, là có một view hồ rất đẹp này. Rồi đây bác chủ nhà làm không bài bản mấy. Các bác mà làm bài bản các bác ủn con đường từ đây, từ trên đường cái xuống đây thành một con đường. Xuống cái view hồ này, quanh view hồ này các bác ủi con đường thật là rộng ra. Rồi các bác trồng dừa. Rồi trồng dừa rồi trồng cái gì đấy dưới đây để xuống là để là ăn chơi các bạn, rất chi là đẹp luôn. Đấy, đất view hồ cách trung tâm xã tầm 3 km thôi các bạn, rất thích hợp luôn. Và em cũng nói luôn, ngoài đây là khoảng cỡ tầm 500-600 m thôi này, chắc 400-500 m thôi, là có mấy bác ở thành phố về cũng mua đất đây là đang trồng trái cây rất chi là đẹp các bạn. Đây view hồ này, em chưa quay các bác view hồ đây, view hồ quá tuyệt vời luôn các bạn, nước sạch trong đó, view hồ rộng luôn. Đất thì có một thế đất nài rất chi là đẹp các bạn. Đây view hồ đây, view hồ mặt hồ của mình rất rộng luôn các bạn. Đất này thì rất hợp đầu tư các bạn, đầu tư trồng cây ăn trái các thứ hơi bị đẹp luôn. Bây giờ các bác nào mà mua được thì bây giờ cứ không biết chăm cà phê thì bây giờ cứ xen cây ăn trái ở giữa, xong rồi chăm sóc
vài năm sau thôi, mảnh đất này các bác thấy thế nào. Đó. Thì em tính ra mảnh đất này thì rơi khoảng tầm 2 tỷ mấy đấy các bác. Mà bác các bác có 5 hectare mà bác chủ nhà chỉ tính cho các bác là giá là hơi bị rẻ luôn. Chỉ tính là cái giá là 550 triệu là có thương lượng, và tính là trong sổ đỏ 5 hectare mà bác chủ nhà chỉ tính 5 hectare thôi. 5 hectare cho các bác thôi. Đấy, vô view hồ. Và em cũng nói luôn, cái miếng bên kia kìa. Cái miếng trước mặt bên kia của em kìa. Ngày trước em có bán cho một bác bên Lâm Đồng. Giờ bác bán lại cho một khách khác rồi. Trước mặt đấy, cái chỗ nền nhà mà qua bên kia. Đó, bây giờ bác báo mời bán cái miếng đất đó là 700 triệu một hectare rồi các bạn. Đó, đất đấy cũng như đất trắng thôi, có 300 cây bơ thôi. Cái mặt đất này bác view hồ không? Rộng không? View hồ ra, thấy rộng không? Quá rộng luôn các bạn. Đó. Các bác nào mà thấy mảnh đất này phù hợp với mình ấy, thì nên trực tiếp qua số điện thoại của em nhá, và em sẽ dẫn các bác đi coi và thương lượng với chủ nhà nhá. Cái này cho các bác thương lượng với chủ nhà luôn. Đây, trên đây cà phê của mình các bác này. Là tí nữa em quay cái đường xe ô tô vô tận đấy các bác nhá. Rất đẹp mà. Thế đất rất chi là đẹp mà. Thế đất là nài luôn. Đó. Mảnh đất này thì phù hợp với các bác mà thích đất nhiều và đẹp. Miếng đất này cao ráo đẹp đẽ. Rất thích hợp để cho các bác trồng cây ăn trái ở đây. Bác chủ nhà đã làm con đường sang xuống hồ đấy các bác. Đó. Tại vì do hoàn cảnh không làm được nên bác chủ nhà đang rao bán. Thì giá em thấy là quá ok. Đó. Rồi các bác mà thiện chí thì cứ alo cho em và nhớ ủng hộ và like và đăng ký kênh cho em nhá, để lần sau em ra những clip mới ok cho các bác coi nhá. Đây, giờ em quay lại cái view thẳng đây. Rồi. Em xin chào các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo nhá. Đây này các bác này. Bác chủ nhà đã làm này. Đường nhánh đường bác nhà làm hết rồi. Từ đây ra cái đường bê tông á 100m thôi các bạn. Và từ cái mảnh đất này mình này đi ra trung tâm chợ xá rồi các thứ đó, hơi tầm 3 km các bạn. Quanh đây thì các bác ở miền Tây rồi ở Đồng Nai về mua đất rất chi là nhiều luôn. Đó, và những mảnh đất mà có view hồ và thế đất như thế này á thì hiếm lắm các bạn. Rồi, em xin chào các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác.